Johnson đâu rồi? Lúc nãy thằng này vừa tông mỡ đúng không ạ? Thằng này mỡ thù dài lắm anh em ạ. Từ từ cho đồng đội mỡ đánh đi nha. Một vồ vào mặt này, cửa hó lúc nãy đi gánh mỡ này. Ê, ê ông này ơi, tôi xin lỗi. Ôi, con Julian nó quay thế. Yeah baby. Để mỡ ẩn thân xong lên đánh nhau nhá. Chứ bây giờ trụ đường dưới cũng đổ rồi, cho nên mỡ chẳng có cái lý do gì để mà xuống đường dưới nữa cả. Để Julian nhớn sợ anh em ạ. Dén ngay. Ôi, cái lũ mé. Đây là cái con Julian bị giảm sức mạnh ở đây anh em ạ. Ôi, nó khỏe quá. Đấy, cho nên là anh em sẽ không thể có được những cái tình huống như là... Ôi, con này level 14 rồi này. Vãi cả tè. Anh em ạ, mỡ sẽ đi luôn đằng sau để mà check tầm nhìn cho đồng đội của mỡ anh em nha. Và ở đây, ôi. Vãi cả tòe anh em ạ. Vãi cả nồi. Ơ nhưng mà video clip này đâu phải về Julian đâu, về Natalie mỡ mà. Where is my target? Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Tizumu Legends channel của Top Mỡ và Natalia. Cái lần cuối cùng mà mỡ nhớ là mỡ làm việc cái cô nàng này nó rơi vào khoảng tháng 9 thì phải. Khi mà Natalia mới bị giảm sức mạnh anh em ạ, và bây giờ đã là tháng 11 rồi. Chúng ta đã bước sang ngày thứ 3 của tháng 11 rồi. Cho nên là mỡ cũng muốn thử chơi lại Natalia. Bởi vì anh em nên nhớ rằng cái khoảng thời gian trước khi mà mỡ làm ấy, mỡ bảo cái con Natalia nó rất là yếu. Nhưng mà trải qua những cái giải đấu mà mỡ có theo dõi những cái trận đấu ở cái mức rank cao ấy, thì mỡ vẫn nhận ra rằng cái con Natalia này nó vẫn được sử dụng rất là nhiều ở trong cái khả năng đảo đường, chứ không phải nói đi đường kinh nghiệm. Nhưng mà ở trong cái trận đấu này thì mỡ cũng không thể nào gọi là có thể đi được đường kinh nghiệm được rồi. Bởi vì là trận đấu này team mỡ có Atlas, một cái con tank nó quá là ngon, cho nên là không sao, mỡ sẽ cầm cái con Natalia này để đi đường kinh nghiệm, có được cho mình những cái tình huống gọi là đi đọt lên cái con khỉ này. Như anh em có thể nhìn thấy, Natalia về cơ bản nếu như mà anh em đánh khéo ấy, anh em tận dụng nội tại của con Natalia, liên tục đứng trong bụi để mà rơi vào trạng thái ẩn thân, tàng hình. Và sau đó anh em đánh con khỉ thì chắc chắn là khỉ sẽ là dưới kèo Natalia rồi. Và quan trọng nhất là và quan trọng nhất ở đây là cái con Natalia ấy, bây giờ cái nội tại của nó mới hiểu được cái cơ chế của nó. Tức là bây giờ cái nội tại của con Natalia này, anh em đứng trong bụi trong khoảng 2 giây thì anh em sẽ rơi vào trạng thái tàng hình. Đấy. Và nếu như mà anh em áp sát kẻ địch trong khoảng 0,5 giây là kẻ địch sẽ thấy anh em. Nhưng nếu như mà tụi nó không có cho mình những cái kỹ năng định hướng, tức là những cái kỹ năng tung ra vào khoảng không ấy, thì tụi nó sẽ không thể nào đánh được cái con Natalia này. Anh em hiểu không? Tức là con Natalia này nó cứ ẩn thân, anh em sẽ nhìn được thấy con Natalia mãi thôi. Nhưng nếu như anh em chơi những cái vị tướng kiểu như Tử Long ấy, là anh em sẽ không bao giờ đánh được vào cái con Natalia này. Anh em sẽ chỉ thấy thôi, anh em sẽ không bao giờ đánh được. Đây là cái điều mà mỡ rất là thiếu sót. Đấy, mỡ nghĩ là kiểu cái con Natalia khi mà đến gần ấy, nó sẽ bị thấy nhưng mà nó sẽ đánh được. Không, con Natalia này nó sẽ không bị đánh được anh em ạ. Anh em vẫn sẽ thấy con Natalia, anh em vẫn sẽ thấy cái dấu chấm dặn, anh em vẫn thấy nó lởn vởn như thế thôi. Nhưng anh em sẽ không thể nào đánh được vào cái con Natalia này anh em ạ. Đó, và đó chính là cái lý do khiến cho mỡ gọi là phải làm lại cái video clip này sau khi mà nhận ra cái điều đó để mà mang đến cho anh em. Anh em nhìn ạ, rất khó chịu đến từ Natalia. Liên tục là né, liên tục là miss những cái đòn đánh không thể tấn công được đến từ khỉ. Yo bro. Anh chàng Julian này cũng khá là tinh tế. Anh ta đánh hơi được mỡ cho nên anh ta xuống đường dưới để có được một cái tình huống anh ta đi ganh. Nhưng mỗi tội là anh ta ganh không thành công bởi vì mỡ rất lươn anh em ạ. Hai mạng hạ gục đầu tiên ở trong cái trận đấu này đều thuộc về đường dưới đến từ vị trí của mỡ. Chỗ này thì mỡ sẽ có được một chút cải biên đến từ cái set trang bị của mình anh em nhá. Mỡ sẽ không lên cái chẳng phong kiếm sớm, mỡ sẽ không lên tốc độ tấn công cho cái con Natalia này sớm ở giai đoạn đầu game, mà thay vào đó là mỡ sẽ lên full dam với cái gươm tuyệt vọng này. Sau đó là mỡ sẽ cầm cái lưỡi liềm thợ săn này, tiếp đó là mỡ sẽ cầm đến cái trang bị gươm thất hại, sau đó là cái súng nộ năng. Ui, trang bị toàn gươm đao súng ống anh em ạ. Rồi, và đi đối đầu với mỡ dĩ nhiên rồi vẫn là cái chàng Ngộ Không. Ở đây có Tử Long à.
Câm lặng lần 1 này, câm lặng lần 2, lướt lướt chạm sát này. Trời ơi, đó là cái mạng thứ 3 của mỡ. Đừng quên đứng lại cả khi anh nháy đèn. Để cho team bạn cụ thể đây là anh chàng Ngộ Không cảm thấy ức chế nha anh em nha. Ok, trận đấu này có lẽ là chúng ta sẽ phải đứng bám lên hơi lâu anh em ạ. Bởi vì cái con Ngộ Không này nó cầm dịch chuyển. Nó cầm dịch chuyển tức là trong đầu nó đã có cái suy nghĩ đẩy nhà rồi anh em ạ. Cho nên là chúng ta sẽ không thể nào có được một cái tình huống gọi là bỏ đi chơi để mà cho nó đi đẩy nhà chúng ta được. Chứ cái con Ngộ Không này nó đẩy nhà nhanh lắm anh em ạ. Chắc là mỡ sẽ phải gắn bó gọi là forever, trọn vẹn cuộc đời của mỡ ở đường dưới. Miễn khi nào mỡ đẩy được cái trụ này rồi anh em ạ, chúng ta cứ đứng đây nhà. Nó biết mỡ ở trong này mà, nhưng mà nó có làm gì được đâu. Johnson nó xuống anh em ơi. Johnson xuống. Tông xe ở đây rất là ác liệt anh em ạ. Giao tranh có vẻ như là đang được nổ ra ở trong cái tình huống này. Và mỡ đang thấy ở đây team bạn tập trung khá đông. Tuy nhiên mỡ không lao vào được bởi vì team bạn tập trung đông thì đây không phải là cái sân chơi của con Natalia anh em ơi. Đông quá nhưng không sao, lao vào dồn đi này. Để kích được cái nội tại đến từ cái con Johnson để cho nó máu mỏng hơn anh em ạ. Nhưng mà team bạn nhung nó kinh quá. Ô con Julian này đánh tởm thế. Julian nó ăn được liên tục mà hạ gục rồi anh em ạ. Trong khi đó thì mỡ đang thấy mỡ không có sân để chơi. Quan trọng nhất là không có góc để chơi anh em ạ. Khi mà team bạn liên tục là những cái tình huống tập trung rất đông ở đây. Khỉ ném bóng rồi đúng không? Khỉ với chúng tôi này. Chơi khỉ là anh em bắt buộc phải bật cái khóa tường lên anh em nhé. Chơi khỉ mà anh em không bật khóa tường lên là anh em chỉ có lao vào bóng con khỉ thôi. Rất là khắn nộn anh em ạ. Ok, mặc dù team bạn xuống ở đường dưới ganh nhưng mà ôi, phút thứ tư team mỡ 4 mạng hạ gục là 4 mạng của mỡ anh em ạ. 4 mạng đấy hình như là cả 4 mạng đều là của con khỉ thì phải. Hình như là như vậy anh em ạ. Ôi Johnson. Ôi Johnson này hình như nó chở theo con Odin đúng không? Tở quá anh em ạ. Đánh cẩn thận một tí nha. Không phải con Johnson nó tông vào chúng ta là chúng ta cũng gọi là ăn sấp nằm ngửa đấy. Đường dưới lại một lần nữa mỡ xuống cái thăm khỉ. Ở trong trận đấu này mỡ sẽ cầm bảng ngọc sát thủ điểm tài năng tách biệt anh em nhá. Và cái set trang bị như thế này thì chắc chắn là cái lượng đam của mỡ nó sẽ là có, nhưng mà cái tốc độ tấn công của mỡ nó sẽ là không. Trong khi đó thì ở đường trên đang có đánh nhau rất là ác con nhà bà liệt anh em ạ. Mỡ thì không bỏ đường đi được rồi. Bởi vì anh em nên nhớ rằng cái con khỉ này mà anh em bỏ đường đi một tí thôi á là nhà cửa anh em nát bét luôn. Đấy, cho nên là mỡ liên tục phải ở đường dưới này anh em nhìn này. Đấy, liên tục là cấu vào cái con khỉ này. Mặc dù ở thời điểm hiện tại khỉ nó đang cứng dần theo thời gian rồi, nhưng về cơ bản là mỡ vẫn đang cấu được, liên tục là khóa tướng anh em thấy không ạ? Liên tục là khóa tướng. Dồn sát thương khỉ phải dùng chiêu cuối, nhưng khỉ này thì thấp máu lắm rồi anh em ạ. Mỡ có thể hạ gục đi được nó để mang về cái mạng thứ 5 của mỡ. Ơi nhưng mà cái con khỉ nó lại ném bóng ra anh em ạ. Nó lại ném bóng ra nhưng thôi không sao. Ông ném bóng ra thì tôi được farm, đơn giản là như vậy. Mỗi cái bóng 33 vàng. Mỗi cái bóng 33 vàng thì gọi là cứ đi thế mà đi farm thôi. Úi rồi lại ném bóng ra đúng không? Từ từ này. Ê. Cái bóng của con khỉ này nó có thể tấn công được mỡ khi mà mỡ được. Ôi khiếp. Sao mỡ không nhìn thấy cái con Johnson nó lái xe nhỉ? Mỡ hoàn toàn không nhìn thấy cái tầm nhìn. Julian kìa. Julian nó 5 mạng rồi anh em ơi. Mỡ tưởng mỡ xanh nhưng Julian nó cũng rất xanh luôn anh em ạ. Và giao tranh khả năng cao sẽ được nổ ra ở trong tình huống này nhỉ. Mỡ vồ vào đó là cái vị tướng Ngộ Không để cấu đi cái lượng máu không cho anh ta chơi trong giao tranh. Mục tiêu của mỡ sẽ phải tách biệt Ngộ Không lại để mà đi hấp diêm đó là cái con Odin kèm theo cái con Johnson này cơ. Đây rồi, Odin hết võ đúng không ạ? Một lướt một chạm sát Odin bay màu. Thằng Johnson đâu rồi? Lúc nãy thằng này vừa tông mỡ đúng không ạ? Thằng này mỡ thù dài lắm anh em ạ. Từ từ cho đồng đội mỡ đánh đi nhá. Một vồ vào mặt này, con cờ hó lúc nãy đi gánh mỡ này. Ê ông ơi, ơi tôi xin lỗi. Ôi con Julian nó quay thế. Yeah baby. Mỡ rơi vào trạng thái ẩn thân là team bạn thấy nhưng tụi nó không đánh được anh em ạ. Rất là may mắn. Wow, gặp phải con Julian này tay to đấy anh em ơi. Team bạn là team mỡ là có Natalie mỡ, nhưng mà team bạn còn có cái con Julian. Ôi trông cái con Julian này như thế thôi nhưng mà cái lượng sát thương của nó cứ phải gọi là lên tới nóc anh em ạ. Để mỡ ẩn thân xong lên đánh nhau nhá, chứ bây giờ trụ đường dưới cũng nổ rồi cho nên mỡ chẳng có cái lý do gì để mà xuống đường dưới nữa cả. Để Julian nhớn sợ anh em ạ. Rén ngay. Ôi, cái lũ máy. Đây là cái con Julian bị giảm sức mạnh ở đây anh em ạ. Ôi, nó khỏe quá. Chết mỡ rồi anh em ơi, gặp phải con Julian này tay hơi to cho nên là đến thời điểm hiện tại là mỡ đang chưa biết sẽ là chơi như thế nào nha. Nhưng mà chắc chắn là những cái tình huống giờ phút còn lại là phải lao vào con Julian rồi. Ui, nhìn cái thanh máu của nó mà ngán chứ. Ôi, level 11 rồi anh em ạ. Thằng Julian này farm rất là nhanh nhá. Đánh cẩn thận tí anh em ạ. Từ từ nha, từ từ này, bình tĩnh này. Ui, mỡ đi đường kinh nghiệm mà mỡ level còn chả bằng được nó. Nó level 11, nó đi rừng. Hay, ui dồi ôi. Atlas ơi, I love you ở đây. Để cho mỡ. Này thì Julian với chúng tôi này. Tiếp đấy là cái con Hanabi với chúng tôi này. Mạng thứ 8 của mỡ. Ui dồi ôi, anh em thấy không ạ?
Mặc dù team mỡ đang thua thiệt so với team bạn và thậm chí là chỉ ngang mạng thôi nha, chứ chắc chắn là đánh nhau là thua. Nhưng mà Atlas anh ta chỉ cần làm một tình huống, anh em thấy không ạ? Cái thứ sức mạnh quái dị đến từ một trong những cái con tanh mạnh nhất meta hiện tại của Mobile Legends nó khác bột lắm anh em ạ. Chỉ cần một tình huống nó ulti đẹp thôi, như thế là gọi là gió xoay chiều luôn anh em ạ. Đến thời điểm hiện tại có thể nói là mặc dù gió nó cũng chưa xoay chiều lắm, nhưng mà mỡ đang nhận thấy được rằng là phần nào có cơ hội để win rồi. Khi mà rõ ràng là team mỡ vẫn có được những cái tình huống giao tranh thắng. Và thôi, tầm này mỡ bỏ đường dưới cho con khỉ anh em ạ. Đi ra đây để mà tham gia giao tranh, để mà đi hành cái con Julian, chứ để tí nữa nó xanh khổ lắm anh em ạ. Cả Hunbi nữa, vô Hunbi nha. Hunbi với chúng tôi bị gắp đến từ vị trí của Atlas, nhưng Julian anh ta đã rất nhanh chóng, anh ta đào tẩu đi được mất rồi. Khỉ thì dịch chuyển lên đường trên để mà xuống tham gia giao tranh, anh ta không đẩy đường anh em ạ. Cầm khỉ lên dịch chuyển mà không đẩy đường như thế này là sai rồi bạn tôi ạ. Thế thì để mỡ nha. Một vô này, hai vô này, lướt đánh cái thường một cái, và đó là cái mạng thứ 10 của mỡ ở trong cái trận đấu này. Chơi cái con Natalia bây giờ nhá, là anh em phải có được một cái lối chơi dứt khoát vào. Tức là anh em đã xác định thấy nó, anh em lao vào là anh em phải vô ngay. Bởi vì anh em nên nhớ rằng bây giờ anh em chỉ cần gọi là để cho kẻ địch đến gần kẻ địch, nó hiện lên cái dấu chấm than là anh em sẽ bị lộ vị trí luôn. Đấy, cho nên là anh em sẽ không thể có được những cái tình huống như là ôi, con này level 14 rồi này, vãi cả tè. Nãy giờ nó có đi ganh thêm được mạng nào đâu mà sao nó level 14 rồi. Ôi, nó xanh quá anh em ơi. Cái mả bố nha, con Julian này nó đánh tởm quá anh em ạ. Ôi, từ về đi ông ơi, từ từ nha, hay quá, đồng đội của mỡ nó xuống rồi. Mỡ phải đánh khéo này, không, ôi, Julian kìa, ôi, từ, mục tiêu của mỡ không phải con Julian, mục tiêu của mỡ là thằng đằng sau ấy. Đây này, là con này này anh em này, một vô này, hai vô câm lặng này, lướt này, à, bật cung thần phong lên. Nhưng mà hỡi ơi, Hanabi thì lấy đâu ra đam, hay quá, mỡ có được mạng của Hanabi rồi. Julian nó kinh quá anh em ơi, từ nha, à hay quá, thế thì mỡ xin. Ui dồi ôi, cái con Julian này nó tởm quá anh em ạ. Mỡ 12 mạng nhưng nó 10 mạng mà nó level 15 rồi, nó quá là xanh đi. Con Julian này, đấy là cái con Julian bị nớp anh em ạ. Nó đang gánh team vãi cả lông nách. Thôi tầm này mỡ sẽ đánh cẩn thận một tí anh em ơi. Ôi vãi trưởng, sao xe thằng Johnson đi từ đâu ra đấy. Trời ơi, tôi cũng chịu anh em ạ. Sao cái đường này nó lên được vào ta. Thằng Johnson, ôi này, chính ra thằng Johnson nó đi như thế nó rất là láo anh em ạ. Anh em biết tại sao? Bởi vì nó đi ở cái góc như vậy là chắc chắn nó sẽ tông vào địa hình, nó không có đường rẽ. Tức là nó đã xác định là khả năng cao có ai đó của team mỡ ở trong đấy. Nó đánh rất là đánh đổi anh em ạ, rất là theo kiểu YOLO anh em ơi. Ôi thôi, tôi trêu một tí thôi. Ôi, thằng Johnson này nó lái xe láo quá anh em ơi. Cho nên là thôi, tầm này đánh cẩn thận nhỉ. Hay quá, có đó là cái vị tướng Claude, anh ta dùng động lực công phá, nhưng mà mỡ đang thấy như có Hanabi nó đang đẩy nhà, có vẻ như là nó không đẩy nữa anh em ạ, nên thôi chúng ta sẽ đi unlock anh em nhỉ. Ơi cái lùm mé con Hanabi này, nó thấy nó vô dụng trong đánh nhau, nó đi đẩy nhà anh em ạ. Để mỡ về ở kia, ông Tử Long đừng về, để tôi về là được rồi. Trời, ông Tử Long này, đây để tôi cùng cái thằng bố nhà ông này, cùng với chúng tôi này lên bảng điểm số đi còn gì nữa. Chết mỡ rồi, không ai unlock rồi, ra unlock ông ơi. Ông Tử Long, ông ấy về, ông ấy đi đẹp nhà các ông ạ. Đánh rừng như thế này thì chết con nhà người ta. Hình như là có cả Johnson, nhưng mà Johnson chẳng chở ai cả, cho nên là mỡ không ngán cái tình huống anh ta lao ở đây đâu. Ê, ăn nhanh ông ơi. Đây rồi, ok. Cái ông Tử Long này đánh kiểu bát nháo quá anh em ạ. Nhưng mà trận đấu này mỡ vẫn đang giữ được thế trận với cái lợi thế ở đây. Đó là 13 mạng hạ gục đến từ cái con Natalia này. Natalia siêu cắn trộm anh em ạ. Tuy nhiên anh em có thể nhìn thấy là đẩy đường rất là khó, bởi vì Natalia không phải là cái vị tướng đi đẩy đường anh em ạ. Cho nên là đây, để mỡ xuống được dưới mỡ đẩy anh em nhá. Ok, xem có đẩy được đường không này. Vào phá cái trụ cái anh em ạ. Vô này, ok. Ấy, vãi cả tè, con Ngộ Không này nó lại xuống dưới, nó đẩy trụ, nó thủ đường anh em ạ. Con Ngộ Không này đầu game nó thọt như thế thôi, nhưng bây giờ nó cũng level 14 rồi, nó cũng gần max level rồi. Ôi, cái con Julian này chắc là mỡ bị nó quệt hai cái, mỡ bay màu qua anh em ơi. Ây da, cái con khỉ khô này đi chăng nữa anh em ạ, nó nhiều bóng quá, nó khó chịu thì đừng hỏi luôn anh em ạ. Mỡ lao vào nó thì nó ulti, mỡ đuổi lên nó thì nó dùng chiêu 1, chiêu 2, chả biết nó ở đường nào mà bắt cả, rất là khó luôn. Nhưng giao tranh đang được nổ ra ở đây, Atlas mất đi trong video là cái chiêu cuối rồi, và Atlas đã phải lên bảng đếm số. Team bạn giao tranh có vẻ như là đang lùi. Double kill đến từ vị trí của Tử Long rất tuyệt vời, nhưng team bạn vẫn còn 3 thành viên là Johnson, Hanabi và ở đây là cái vị tướng Odin. Ôi, tí nữa thì mỡ lên bảng điểm số anh em ạ, đánh liều quá. Nhưng mỡ thấy có Nana, mỡ thấy có Hanabi ở đây, chảm sát thôi, chảm sát góp đam thôi. Sau đó về ngay, bởi vì cái lượng mà, ui, hình như lại còn thấy cái hỏa tiễn ở đâu nó bắn anh em ạ. Vãi cả tè, phải hỏa tiễn không ta? Ok,
Trận đấu này tưởng là một cái game đầu dễ dàng ở giai đoạn đầu game. Ông nào xem giai đoạn đầu game cũng tưởng là dễ đúng không? Nhưng đến thời điểm hiện tại nó đang rất là khó. Đồng hồ nó đã điểm ra phút thứ 16 rồi. Nhưng trận đấu này vẫn chưa ngã ngũ anh em ạ. Mỡ bớ được vào vị trí của Odette. Mạ gục là của đó là cái cô nàng gọi là Nana. Nhưng mỡ vẫn chết cái sự tham vọng của mình em ạ. Mỡ sẽ đi luôn đằng sau để mà check tầm nhìn cho đồng đội của mỡ anh em nha. Và ở đây ôi vai cả tòe anh em ạ. Vai cả nồi. Nó quyệt cho mỡ đúng ba cái, mỡ lên bảng điểm số không kịp nhả bom khói ra bởi vì mỡ nghĩ là đam nó to. Nhưng mà Julian rất hay, nhưng Natalie mỡ và đồng đội rất tiếc khi mà rõ ràng team bạn chỉ có mỗi con Julian là biết chơi thôi, còn lại bốn ông đồng đội là đuổi lắm anh em ạ. Đấy, thế nên anh em mới biết rằng là cái tầm quan trọng của một cái con tướng của những cái người đồng đội nó như thế nào. Team bạn mặc dù có cặp đôi Odette với cả Johnson đánh kinh đấy, nhưng về cơ bản là cái cặp đôi này nó không phải lúc nào đánh cũng hay anh em ạ. Cho nên là trận đấu này team bạn nó đang dần toang rồi. Con Johnson làm cho con bò gì đây? Này, tông xe bố láo chúng tôi này, mạng thứ 14 đến từ vị trí của mỡ rồi. Mỡ sẽ đi quét bản đồ anh em nhá. Team bạn mất đi cái con tanh nên là team mỡ hoàn toàn có thể ăn đi được cho mình, đó là cái con lót. Tuy nhiên là cái việc ăn không thì chắc là vẫn phải chờ với team mỡ rồi. Mỡ vẫn sẽ đi quét bàn cờ bản đồ ở đây là Hanabi. Úi dồi ôi, Hanabi không ăn được cái con bùa đỏ và lên bảng điểm số, còn gì buồn hơn. Ê ông Claude ơi, về đường thôi Claude lên bắt con khỉ cũng được anh em ạ. Để mỡ kèm theo Nana và cái vị tướng tử long này sẽ ăn đi cho mình, đó là cái con lót này nhở. Ơi thôi, úi dồi ôi cái thằng Julian rất hay nhưng top mỡ rất tiếc. May quá anh em ạ, cái con Julian này ui nó đánh nó gánh tim phết anh em ạ. Nhưng mà hơi đen cho nó khi mà gặp phải gọi là Natalie mỡ. Một người chơi có thể nói là chơi cực kỳ điếm thúi anh em ạ. Một vộ, hai vộ, bày màu luôn, không nói nhiều vị tướng Odette. Và thủ tục cuối cùng anh em đi vào nháy đen. Chỉ có một con Johnson thôi anh em ạ. Đi vào nháy đen anh em nhá. Đây nháy anh em này. Này nháy. Bất biểu tượng cảm xúc lên anh em. Ê, nè, ê. Nháy và nháy tiếp. Ê, ơ, 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 ơ. Úi giời Hanbi. Úi giời Hanbi đuổi. Đuổi chúng tôi. Bật bảo hộ, bật phản kích kinh quá. Hanbi với chúng tôi này. Và thế là end game rồi. Natalia rất vui và Julian rất buồn. Và trên đây là toàn bộ video clip này. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace.